Thì cái Kado bản custom này nó hay lắm bạn. Nó là một cái phiên bản mà phải nói là rút gọn, rút ngắn và rẻ tiền của cái con Edge. Thì con này nó dạ, trái 65, dinh đô 4.5 ly. Trái má không? Bình thường. Tại đây trên coi nè. Trời ơi. Zoom vô. Cái gì, zoom cái gì mới được. Nè. Cái này là cái gì vậy? Cái nồi khô má ơi. Ghê thiệt. Đó, bóng đề cái thử thôi. Cái này là kênh của anh Vinh Phan á. Còn mấy bạn muốn coi TikTok của mình á, mình để bên này nha. Ok, để đây luôn. Bây giờ tụi mình diễn á các bạn. Các bạn thấy nét diễn của tụi mình đỉnh không? Không giống diễn luôn, không có biết diễn đâu ha. Thì bây giờ mình với lại Nga sẽ review cho các bạn xem cái con Exeter 155 PVA này có cái gì nha. Vấn đề là cục máy đã làm quá nhiều rồi. Cuối cùng tụi mình xem coi có cái gì. Còn dàn đồ chơi thì mình cũng không biết là Nga làm đâu, cho nên thôi đó, để sau nha. Ở đây chúng ta thấy được đó là có một cái cầm billet B Exeter, lưng cầm billet là cũng xịn đã các bạn. Cầm billet, rồi ốc token, bình dầu khói, nắp Rambo, CNC nè, cầm domino. Cầm này của xe nào quen đó người ta không nhớ được nữa. Bao tay là Barracuda, quá đẹp luôn. Bây giờ để xa cái remote mà mình không tắt máy là nó kêu. Đèn thì hình như là mình của mình cũng thấy là đã đổ luôn rồi. Xài mấy cái bi cầu to lắm. Ở đây có một cái mạo carbon. Ốp này carbon. Ừ, như thấy ảnh thấy đèn sáng lắm đúng không? Rồi sáng chân mà bắn ra tới kêu gần ngay quay thử cho các bạn coi rồi. Đó, hôm nay không có cameraman cho nên anh em mình tự xử. Ở đây có cái nguồn cầu nữa. Úi. Đá lên lửa này nó làm nó sáng luôn. Nhìn giống Transformer quá ha. Em thích vô đồ chơi nhiều vậy không? Dạ thích, thích mới lên đó. Nhưng mà anh em mình không biết, anh không biết khi nào mới lên đồ chơi nhiều được vậy nữa. Rác quá. Tay trái Koken nè. Cái tay mà bữa em nói em muốn lên cho con CB650R của em. Cái tay này cũng mười mấy triệu. Rồi đẹp không? Còn bóp nhẹ lắm, anh trẻ thích lắm. Ở phía trước thì có con heo 4 bit. 4 bit dọc của Fender, billet luôn. Rồi một cái dĩa TV6 thuộc LCM, nói chung là mấy cái này là những cái đồ cơ bản rồi. Không, bây giờ mình không có xa lạ gì với lại những cái món đồ chơi rồi, như là đi đâu cũng thấy và hiệu năng rất là tốt nha. Thực sự các bạn á, con này nó không có mắt bằng con Rainbow nhưng mà bính thiệt là khó mà cảm nhận được sự khác biệt. Khó lắm. Trừ khi các bạn là một người quá là khó tính. Dây đầu ơ, dây heo được không? Quá đã. Rồi, nghe, tới em kìa, vô đi. Chỉ cho mọi người coi theo sau kìa nghe. Cái gì anh? Em sao kìa? Trời ơi, đi lét luôn. Cái này mình mới trời mưa cho nên là nó hơi dơ á. Mấy bạn thông cảm gì nha. Nghi là em không nói là các bạn không biết luôn đó. Em nói là các bạn có ý là dơ á. Em đọc thử tên các bạn biết đồ chơi dành cho sâu kìa. Các bạn hỏi nói em không biết sợ trên xe kìa. Biết không? Biết sao không biết. Cái này là con heo phân đồ hay biết đi lét. Dĩa là TV6, mâm CNC.
lốp là cái gì? Russell Costa 2. Tên treo là cho tao có ghi chữ đó, đúng không? Tại quên á. Thì theo em á là em thích cái màu của Olin hay là cái màu của đi trong? Em thấy màu Olin hơn, nó đặc trưng của gắn xe nào cũng hợp. Còn đi trong nó hơi xanh xanh, nó hơi khó phối. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người chơi người ta lại thích cái sự mất tiền, người ta không thích cái ấy. Thì ở đây á các bạn, nhiều người thì đã không biết. Ví dụ như anh em mình chơi xe thì anh em biết đây là HPA. Thì bình thường á, ví dụ như em muốn tăng chỉnh lò xo mà không có HPA này thì em phải dặn bằng cái một cốc có một cái đồ để vặn lò xo cho nó cứng mềm, đúng không? Thì ở đây là dùng thủy lực luôn. Khi mà dùng cái này á là em dặn là em chỉnh được cái độ, cái chiều cao của cái lò xo luôn rồi. Mà cái này cũng được 10 triệu á. Má không? Bình thường so với chiếc xe. Ghê, đúng, chính xác các bạn, câu nói này quá chính xác. Chứ cái xe dọn tới quá rồi. Thật sự là quá tới rồi. Không. Đây là hiển thị vôn. Tại vì đồng hồ zin là sẽ không có hiển thị vôn cho nên bạn Nga này bạn nó gắn một cái đồng hồ hiển thị báo bình. Thì cái báo bình này rất là hữu dụng khi mà các bạn kiểu như là các bạn đi tô hoặc là các bạn đi đường xa á mà không biết được là cái bình mình có ổn định điện hay không. Thì cái này thật sự nó rất là lợi hại nha. Ở đây có một cái dây carbon nữa và đi cái vân máy bay rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là hồi nãy tụi mình chạy qua đây mưa lớn quá cho nên không có show cho các bạn xem. Ngoài ra thì bình dầu bên bình dầu chỉnh rebound thì không phải rebound, bình dầu compress thì để ở bên này. Tại vì cái hướng bên phải thì đã setting cho nó để HPA rồi. Nếu là Vinh á thì Vinh sẽ setting HPA và cái này ở bên luôn, kiểu mình thích cho nó nhìn cho nó bự và nó show được nhiều cái khía cạnh của cái bình dầu hơn liền hơn. Em đố anh cái nấm dặn kế bên là gì á? Nấm dặn nào? Đỏ đỏ đó. À, cái nấm dặn này là của hãng TWM. Bây giờ dễ lắm, tưởng gì đố bên giờ mình đi kiểm tra các bạn. Thường á thì cái nấm TWM này các bạn có thể chỉnh được tay côn và tay thắng, thì trên xe mình cũng có, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra là coi tay côn tay thắng có gắn cái nấm chỉnh không là mình biết liền rồi. Thì bên đây các bạn thấy được là tay côn ken là không có rồi nè, nó cái tay côn ken là clear hết nha, không có một cái nấm chỉnh hay gì hết. Mà bên tay billet cũng vậy, không có gì luôn, thì chắc chắn là nó có cái khác. Mà ở đây á, chúng ta lại không thấy trợ lực cổ, tại vì cái nấm chỉnh TWM đó mình có thể setting vào trong cái trợ lực luôn. Giờ mình dặn thử để mình nghe nha. Giờ tụi mình sẽ cùng khám thử coi là nghe âm thanh câu là biết liền. À, đây nè, nguyên cái trợ lực luôn. Mà em thấy thường thường là mình gắn đồ trên xe là mình phải làm cái gì? Phải show qua cho người ta coi. Đúng không? Ghi được hôm nay luôn. Thì mình nhìn vô được thấy cái ti đó là trợ lực 120 con liền màu đen, ti trắng Loki thiệt. Thôi xả lại chứ thôi, hồi dắt xe té đấy mẹ. Rồi nhẹ nữa bạn. Nhẹ nữa nè. Rồi đố đồ. Ủa em 155 người lóc này là màu này hả? Phải không ta? Tự nhiên cái đưa ngang luôn. Không nhớ nữa. Như lúc đen á. Đen đúng không? Đúng rồi. Ờ, cái này sơn đúng không? Full up titan vàng. Gạch bom quá trời luôn, cái dè nè. Bẩn nè. Đầu nè. Mặt nạ trước nữa nè. Cái này có về sau nữa đẹp. Đã ghê á. Có cùng Daytona nữa nè, nãy bé này không nói các bạn biết. Có cái ba ga giữa nữa. Thiệt sự á cũng phải để đồ á, chứ không có ba ga này chạy hết mặt carbon nó uổng. Cái dàn áo này là em chế mũ lại, em làm thêm cái đầu dàn đầu nè, thêm cái hốc gió nè, thêm cái dàn đuôi nè. Nhìn nó lạ đúng không? Nhìn nó có điểm nhấn hơn. Dạ. Mà ý tưởng bộ tem này là từ đâu ra? Dạ hồi xưa em coi Rossi đua MotoGP với anh, thì hồi xưa là ảnh có chạy cái dàn áo này cho nên là em lấy ý tưởng từ anh đó. Rossi giờ giải nghệ rồi mà vẫn mê hả? Một thời. Chứ giờ tưởng sao bữa em chơi em thích mắt quét của Repsol. Giờ thích Rossi hay là thích mắt quét? Thích Rossi hơn. Một trong hai thôi. Thì điểm được những cái dàn áo này các bạn thấy được là rất là hoài niệm. Hồi xưa mà cái thời mà của anh đó, chế mũ nó là một cái gì đó rất là ngầu em. Nhiều khi mình không độ bô, không làm mấy hết. Nhưng mà mình làm cái dàn mũ độ là idol à. Đã không? Chọn tay vô được
này giấu tiền quỹ đen ở đây được là vợ không biết. Hợp lý. Còn điểm nào nữa không ta? Đây cái gì carbon đó nè. Đúng rồi. Không phải cái gì carbon không mà cái đầu em cũng có carbon nữa. Tới thì chứ. Trong clip trước em chơi em nghèo mà sao clip này em dọn xe ghê vậy? Thời tới á anh. Thời tới nữa. Có đèn không? Có đèn luôn đúng không? Đâu em bấm thắng thử coi. Đừng nói gắn mà không nói nha. Bấm thắng á. Bấm thắng. Ừ, cái này chắc phải nổ máy rồi nó mới sai. Mình rất là thích âm thanh của nồi khô, nhưng mà nhiều khi đi uống cà phê hay là dừng đèn đỏ nói chuyện với bạn á, nó không có nghe, nó cứ hả hả làm không gì à. Làm như bô ồn lắm á. Dạ đúng rồi, anh thử đi. Thử ơi. Sao bằng mô tô được rồi. Má ơi luôn á. Má không đi lắm. Rồi bóp tô nó ồn bạo nữa. Trời. Bóp vô nó ồn hơn nữa ha. Dạ. Nhưng mà đã không? Đã chứ. Âm thanh có tiền á. Âm thanh có tiền á hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh có một cái giải pháp cho em. Sao? Hứa luôn. Đây. Đây các bạn thấy không? Ở đây mình đang có một cái cado bản custom. Thì cái cado bản custom này nó hay lắm bạn. Nó là một cái phiên bản mà phải nói là rút gọn, rút ngắn và rẻ tiền của cái con Edge. Thì con này nó phân biệt với con Edge bằng cách là nó màu khác và nó không có cái gài các bạn. Có nghĩa là khi các bạn tháo cado ra là các bạn sẽ phải ấn cái bát đó. Còn mấy cái loại kia là các bạn, cái loại Edge đó bạn gài vô đúng không? Con này là các bạn phải xài bát như nè. Nhưng mà cái này nó là dính liền luôn. Thành thử là cái đó thì để phân biệt được là cái dòng rẻ và cái dòng mắc. Nhưng mà nếu các bạn tiết kiệm giống như Vinh á thì Vinh xài vậy là cũng đủ rồi, không cần phải xài dòng mắc tiền quá làm gì các bạn. Con này nó cái giá thị trường của nó là như đây. Còn cái con Edge mắc tiền thì giá nó như đây. Thì các bạn thấy là nó rất là kinh khủng. Mà đừng có nói tới bé Nga nói thì cũng đúng. Xe ồn là một chuyện mà nói chuyện giao tiếp không được rất là khó. Nếu mà bạn mua couple thì nó sẽ tiện tiền hơn, cái lợi giá hơn. Thì mình sẽ thử nha. Nếu mà mình không có micro á thì khi anh đổi nó vô anh nói em không nghe luôn đúng không? Nên em không nghe đâu đúng không? Em phải nói ừ đi để cho mọi người biết là em đang ấy chứ, thì bịt đầu người ta không biết đúng không? Dạ. Đó thì nè, ví dụ như bình thường này là có micro, các bạn nghe giọng Vinh đúng không? Bình thường đội nón vô nha là khỏi nói chuyện luôn. Vợ trái vợ phải hay là các bạn đi tô á, mỗi lần bạn đi tô các bạn phải ra dấu, các bạn kiểu ra dấu vậy nè các bạn. Từ bên cà cho đẹp nha. Bình thường như các bạn đi tô đúng không, các bạn phải ổ gà, các bạn đạp rồi người qua đường hay là công an nói gì nó rất là mệt và rất là phân tâm. Còn này khi mà các bạn leo lên xe, các bạn chạy nè, các bạn không có cần phải làm gì đó. Đó các bạn cứ tập trung, các bạn chạy cho bên xong rồi bộ đàm nó sẽ liên kết mọi người rồi. Các bạn trước khi đi tour các bạn đã liên kết với lại nhau rồi, các bạn chỉ cần nói đằng trước có xe vượt qua nha. Đó em thấy hay không? Thôi về đỉnh nha. Xong rồi ví dụ như các bạn đau bụng, ví dụ như em muốn dừng là đổ xăng đúng không, em được đồng các bạn. Dạ. Làm lại đi, tại em nói em còn không nghe nữa. Ủa gì hả? Ừ. Vậy là em cái mua cano này custom nha, nhớ nhà đó quảng cáo luôn đó. Không ok, giỡn thôi. Thì khi mà các bạn bị đau bụng mà các bạn muốn đổ xăng, mà các bạn chạy xe đang chạy trên tốc thuận đội nón nói chuyện chi vậy, thế sản thiệt. Thì ý Vinh là vậy á, khi mà các bạn ví dụ như các bạn đổ xăng đi, ví dụ như giờ 4-5 chiếc CB650 đang chạy đúng không, cái em chạy cuối cùng tại vì em đâu muốn chị anh đâu, nhưng mà xe em hết xăng em quên, bây giờ lẽ em phải tăng tốc lên em chặn đầu cái người đầu đoàn, nguy hiểm không? Dạ. Nó không, nó nó mất tiền. Mất tiền. Còn lần này cái độ xa của nó rất là xa nha. Các bạn thấy á, là em mới cần nói nè mấy anh ơi, xe em hết xăng rồi là mọi người sao? Dừng lại luôn. Em không cần phải tăng tốc lên hay là em không cần phải nẹt bô hay gì đó, gặp em đi bô gym nữa. Gặp móc điện thoại ra gọi nó trời ơi. Mà em biết em dừng lại cái là chắc tới nơi luôn rồi. Cho nên thôi các bạn,
sắm giùm Vinh một cái cano custom. Và các bạn biết đó là mình sẽ chỉ ra cho các bạn biết là những cái bất tiện của những cái dòng cano bon cũ, đó là không có sạc taxi. Và những cái dòng cano cũ thì các bạn không có update firmware được tiếp trên điện thoại mà các bạn phải gắn vào máy tính. Thì những cái dòng đó là bây giờ hãng người ta cũng bỏ rồi, đã chuyển qua sạc taxi là rất là nhanh nha. Cái hệ taxi nó hệ sạc pin quá rất là cao và ổn định. Ngoài ra đó là cái bề mặt của cái cano này nó rất là gọn, đỡ được cái tình trạng của bạn bị cứng rồi đó. Và cái nút nó bấm cảm giác rất là sâu hơn nhiều. Với lại có một cái nữa là ví dụ như bạn update đó, em có thể cầm một cái điện thoại em kết nối vô cái là nó kêu update 3G, 4G, em download app về là em xài thôi, tiện hơn là cái con kia đúng không? Dạ. Chứ bây giờ mà cắm vô máy tính nữa nó phiền phức lắm. Với lại á, ví dụ như anh đi, anh không có tiền, anh không có tiền mua 9 triệu đúng không? Anh mua này về xong cái anh đi dán cái skin đen cái nó thành con kia, đâu ai biết đâu. Trừ khi nhìn cái này mới biết thôi. Không, không sao mà em thích không? Dạ thích. Thích thì lát anh bán rẻ cho chứ không ai cho. Cái gì vậy? Anh thấy cái thớt mà anh không biết là trái bao nhiêu luôn á. Dạ, trái 65, dình đồ 4.5 ly. Trời, con nhỏ này nó quậy quá. Nồi khô nó bắt hơn bình thường đúng không? Dạ. Nồi khô nó bắt lắm. Cho nên em bắt em bóp chút xíu là nó đã nhạy rồi. Ok, vậy là vlog tuần này của Minh này nghe đã hết rồi. Rất mong là các bạn thích cái vlog về Xe Tơ 15 này thì mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ để trong phần bên dưới nếu bạn rất là mua hè hoặc là bất kỳ câu hỏi này cho tụi mình nha. Em có muốn nói gì với các bạn không? Hẹn mọi người ở vlog tiếp theo nha. Mọi người nhớ subscribe bay của anh Minh với lại follow TikTok của mình nha. Ok, bye bye. Lốp là cái gì? Rò sợ. Ê, dọn mà không biết là không được nha. Như lát cái dĩa gì kìa. Chọc nó. Thôi, qua đây, nó nghe nè. Cái này là cái gì vậy? Là gì? Hiển thị gì nè, cái này là biết gì không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bình điện. Cái bồn. Đó, thấy chưa? Cái này là con thuộc bài. Dạ, trái 65, dình đồ 4.5 ly. Trời, con nhỏ này nó quậy quá. Ơi, chết rồi. Mau như vậy thử. Lại đi.